Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ học luật sư Lên Đan Anh Ly 1800-848-9145 Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy 888-880-8345 Asoka Tiểu Đường, dầu gội nhuộm Nhật Bản, bảo thi shop 714-230-5591. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cá nướng da giòn.com. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV trước vừa quảng cáo thì Ngọc Lan đang nói đến một nghiên cứu của những nhà khoa học của những bác sĩ họ nói rằng cái việc mà khi mà đổi từ ngồi sang đứng để làm việc đó Tôi đang đứng thì nè. thì thật ra là cái chuyện đó nó cũng mang đến rất là nhiều những cái vấn đề mà trong đó cái bệnh mà người ta đang nói đến á, là cái cái những cái triệu chứng bệnh gọi là tuần hoàn á những cái chứng bệnh tuần hoàn à giãn tĩnh mạch là cái mà người ta nhắc đến nhiều nhất. À, họ nghiên trong cái nghiên cứu này họ nói là cái gì? Họ cho những cái người bệnh nhân đã đeo 83.000 bệnh nhân ở bên Anh người ta à, những người mà tham gia vào cái cuộc thử nghiệm này người ta cho đeo và thấy rằng á cứ mỗi 30 phút mà những người này đứng họ nói là quy định đứng tối đa một ngày chỉ nên 2 tiếng đồng hồ mà thôi, đứng yên á. Mà cứ mỗi 30 phút mà đứng lâu hơn thì cái nguy cơ mà bị mắc những cái bệnh họ gọi là cái bệnh tuần hoàng này thì nó tăng lên 11%. Như vậy thì cái chuyện bây giờ làm sao để giải quyết cái vấn đề mà đứng hay là ngồi? Mà cái chuyện mà ngồi làm việc á, lại càng không có được khuyến khích nữa. Họ nói rằng những người mà ngồi mỗi ngày mà cả 10 giờ làm việc ngồi yên giống như ngồi như thế này ngồi làm việc mà ngồi suốt, ngồi máy tính rồi ngồi suốt luôn á, thì làm tăng cái nguy cơ mắc bệnh tim mạch cho nên từ ngồi đó người ta mới chuyển sang đứng. Nhưng mà sẽ có một cái lý do khác. Đứng yên với lại đứng mà có di chuyển á là hai cái chuyện rất khác nhau. Đó là lý do tại sao anh Nguyễn Trường tự nhiên ảnh đang ngồi thì giờ anh đứng, chuyển sang ảnh lại, lại đứng như thế này. À, thì... Thưa quý vị <laughs> bây giờ như thế này nhá, bây giờ tôi đứng tôi đứng như thế này đây đó nhưng mà có cái điều tôi, tôi, tôi cảm thấy nó hay hay đó là khi tôi đứng như vậy đó thì tôi cảm thấy tôi cao hơn là tôi ngồi đó thứ nhất thứ hai nữa là khi mình đứng như vậy mình di chuyển được mình bước qua mình bước lại được nè còn nếu Đâu. mình ngồi thì mình ngồi yên một chỗ thôi đúng không thì cái đứng nó cũng có một cái hay của nó là nó có những cái động tác mình làm để mình di chuyển được à mình có thể nhún nhảy theo điệu nhạc vừa làm việc mà mình cũng có thể cử động được chân tay này kia còn nếu mà mình ngồi á thì mình ngồi yên một chỗ. Đó thì tại sao Ngọc Lan thì đang ngồi, tôi đang đứng. Các ừ. bạn thấy trên màn hình đó. Ờ, thì người ta cho <laughs> rằng á khi mà một cái phân tích tổng hợp người ta thấy rằng những ngồi những người mà ngồi hơn 8 tiếng một ngày và không có những cái hoạt động mà thể chất á thì cái nguy cơ tử vong á rất cũng tương tự như những người mà béo phì hoặc là hút thuốc. Thành ra rằng họ Bây giờ những người mà bây giờ họ đi làm văn phòng suốt thì sao họ không có thời gian cho nên là những người đó nếu bù lại mà mỗi một ngày bây giờ họ ngồi suốt 8 tiếng nhưng mà họ dành ra uh, sáng sớm hoặc là chiều tối về họ vận động, họ chạy bộ, họ đi bộ vân vân khoảng chừng 60 phút đến 70 phút thì nó cũng có thể là bù lại cho cái sự vận động đó. Ừ. Nhưng mà bây giờ đối với những người mà bây giờ đứng thay vì đứng yên, đứng cứ gõ gõ hoặc là làm thì người ta đề nghị là quý vị cần phải giống như anh Nguyễn Trường nói thay vì chúng ta đứng yên thì chúng ta có thể là bước tới bước lui tại chỗ. à đừng có đứng đứng như tượng hay là à, bây giờ chúng ta không thể là đi bộ trên một cái quãng đường dài thì ngay cái những cái lúc mà rảnh rỗi chúng ta có thể đi vòng quanh ở trong cái khu vực mà chúng ta làm việc đi vòng quanh đó gọi là đi bộ ngắn ở trong cái khu vực đó hoặc là khi cần thiết á thay vì mình cứ sử dụng cái thang máy thì quý vị nếu mà ở đó có cái cầu thang bộ để đi lên cái đậu xe xong đi lên chỗ làm việc thì chúng ta cũng tranh thủ chúng ta đi cầu thang bộ để cũng là một cái cách để mà chúng ta tăng cường cái sự vận động của đôi chân rồi có nghĩa là bằng mọi cách làm sao để cho mình có cái vận động chứ mình đừng có ngồi yên suốt như thế này hay là nếu đứng cái cũng đứng yên mà cứ nên tranh thủ nhúc nhích ví dụ bước bước dậm 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 hai cái chân cứ cứ nhúc nhích như vậy thì cái điều đó nó tốt hơn cho sức khỏe của chúng ta hơn là chúng ta cứ ngồi hoặc là ngồi yên hoặc là đứng thì cũng đứng yên thì đó là cái lời khuyên của bác sĩ nếu như mình muốn cải thiện cái sức khỏe của mình thì có nhiều cách để chúng ta cải thiện nhưng mà có cái điều đó là thôi với vị, ngạc nhiên đó là khi mà mình ngồi làm việc như đang ngồi đây hay là mình đứng làm việc á, thì mình lúc nào cũng nghĩ là mình không có ngồi không có vận động nhiều chiều nay về mình đi vận động thế mà khi mà lái xe Costco á, thì đòi đậu xe thật gần để mà <cười> <cười> để mà đi bộ một ngắn thôi đi tới Costco đi tới một cái cơ sở thương mại đi với cái một cái mall shopping nào cũng vậy đó tôi đậu xe xa thật là xa để làm gì để, để, tôi có một cái quãng đường để tôi đi bộ từ cái chỗ đậu xe vào trong được trong cái khu shopping nó mới đã cái chân là tại vì đi bộ như vậy nó mới sướng đó mình mình nhắm tới cái mục đích mình đi tới cái địa điểm mình đi tới rồi mình đi kiếm chỗ đậu xe xa xa một tí đậu xe chứ không phải là ngồi ở đây 8 tiếng rồi về tới nhà bắt đầu ngồi phịch xuống sofa rồi bắt đầu ngồi trên ghế bàn ăn cơm rồi khi mà lái xe đi tới chợ đó thì đậu xe thật là gần, <laughs> tức là đi kiếm làm sao để có được chỗ đậu xe gần, chứ không cần đậu xe xa. À, một cái bản tin khác à, nói về nước láng giềng của mình ở đây đó là Cuba. Thì trong thời gian tuần vừa qua đó thì cái hệ thống điện của Cuba đang gặp khủng hoảng. Một trong những nhà máy điện lớn nhất của Cuba đã ngưng hoạt động vì thiếu linh kiện, thiếu phụ kiện, rồi còn thiếu luôn cả những cái nguồn nhiên liệu để mà cho cái nhà máy điện này nó hoạt động. Vì thế hàng triệu người Cuba đã không có điện trong vài ngày vừa qua. À, hôm nay là lần thứ ba bị mất điện. Và có nhiều nơi đã mất điện khoảng 20 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa có điện trở lại theo như chủ tịch của Cuba đó uh, hay là gọi là tổng thống của nước Cuba đó chủ tịch đó, của Cuba cho biết rằng là ông sẽ cố gắng uh, có điện lại nhanh nhất nhưng mà có một cái điều là từ hồi mà Hoa Kỳ cấm vận Cuba cho tới bây giờ đó nhiều nhiều những cái dụng cụ nhiều những cái linh kiện để mà cho cái hệ thống máy điện của Cuba nó đã quá cũ rồi vẫn không thể thay được đó cho nên cái cái việc mà hoạt động lại cái nhà máy điện của Cuba nó đang gặp trở ngại và ngày hôm nay đó thì ở bên Cuba đang đối diện với một cơn bão lớn nữa có tên là bão Oscar à, đã đổ bộ vào Cuba, Cuba rồi cho nên cái việc mà người dân bị mất điện họ đang thán ta thán rằng là ô oh, tủ lạnh ở trong nhà bắt đầu hư đồ ăn hết rồi rồi nào là điện không có để để chạy những cái máy móc này kia đối với lại người dân Cuba thì tôi với quý vị nhà nào mà có cái máy phát điện đó là nhà đó phải giàu có lắm đó luxury lắm đó là món hàng xa xí phẩm nhà nào có cái máy phát điện thì theo như những cái tin báo về từ bên Cuba cho biết đó là ở đâu đó trong thành phố vẫn nghe được những cái máy phát điện của tư nhân chạy nhưng mà đối với họ đó là những cái nhà giàu có thôi cho nên việc mà vừa mất điện nè đồ ăn bị hư trong tủ lạnh nè rồi trường học phải nghỉ vì không có điện để mà các em tới 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 học nè rồi gặp bão Oscar đổ bộ vào nữa cho nên nó có nhiều cái đang biến đất nước này trở thành gọi là à, địa ngục và họ nói rằng là tôi, tôi chưa bao giờ thấy như vậy cả mất điện 20 tiếng đồng hồ rồi không dám mở tủ lạnh ra để lấy đồ ăn nữa ừ. Wow, À, thưa quý vị đây là một cái bài học cho những người nào mà nuôi chó mà không có canh chừng Ồ. nó cẩn thận thì một người phụ nữ này có tới một bầy chó ít nhất là ba con đã phải à, bị tịch thu hết cả ba con chó lý do là đây là lần thứ nhiều lần ừ. nó đã sổng chuồng nó chạy ra và nó tấn công những cái người hàng xóm à, lần mới nhất đây á thì con cả cái video người ta nhìn thấy à, ba con chó nó nhào ra để mà nó cắn một cái ông à, một cái ông cũng lớn tuổi ở trong xóm đi bộ ra. Thì à, ở đây là khu vực là Los Angeles ở à, Mix City. À, cái video của một cái gia đình đó gần đó đưa ra cho thấy thì ông này đi ngang thì nghe người ta nghe ở trong video đó tiếng hét của ông này, một con chó chạy đến quạm cái chân ông, rồi một con khác nó nó nhảy lên trên người ông, rồi à, ông này phải phải vào trong bệnh viện, nó là cái chân ông bị cắn rất là nhiều. Thì con gái ông á khi nói chuyện với đài à, à, LA thì nói rằng đó, là may ông này là ông cao to bố tôi là người cao to chứ nếu như là một đứa con nít ừ. hay là một người yếu ớt thì có lẽ là sẽ không còn nữa rồi không còn mạng nữa rồi Ờ, chủ nhân của con chó thì nói là ôm mấy con chó này bình thường nó hiền lắm hai con chó đó là của chị tôi chị tôi mới qua đời còn một con á là của em trai tôi thì nó bị vấn đề về tâm thần mà bây giờ bị bắt như vậy bắt hết bây giờ ba con chó đó là giao cho bên giống như là cái, cái cơ quan quản lý Mình chưa biết là người ta sẽ có thủ tiêu nó luôn khi không chưa biết nhưng mà chủ nhân á thì có thể phải đối diện với vấn đề về pháp lý bởi vì đây là lần thứ hai nó cắn người ta rồi cái chuyện mà nuôi chó mà không có canh chừng nó để nó sổ ra ngoài sớm như vậy nhưng mà hàng xóm thì nói là nghe tin mấy con chó nó bị bắt người ta quá là mừng là bởi vì nó đã hù dọa người ta nhiều quá rồi lần trước cũng vậy nó cũng nhào ra nó cắn người ta nhưng mà nó không có ầm ỉ để lên báo chí như thế thì những ai nuôi chó nên đây xem đây là một cái bài học khiến cho người ta sợ quá à, xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại